Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biến. Cha mẹ dạy, phải kính nghe, cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thân, tối phải viên. Đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Em bé Tuyết. Lạnh quá. Đúng vậy, trời trở lạnh rồi. Đi ra ngoài phải mặc thêm quần áo vào. Lạnh quá, sắp có tuyết rơi rồi. Để mỏi mắt trông chờ tuyết rơi cũng chờ lâu lắm rồi. Lần trước khi mẹ rời đi, con nói với con, đợi đến khi có tuyết rơi, mẹ sẽ về với con. Để à. Mẹ con ra ngoài làm việc rất bận, cũng rất vất vả. Con phải thông cảm cho mẹ nhiều hơn mới đúng. Tương lai con cũng sẽ trưởng thành, cũng sẽ làm cha làm mẹ. Phải biết được đạo lý, điều mình không muốn thì đừng làm cho người. Tuyết ơi, rơi đi, rơi đi. Có gì muốn nói thì nói đi em. Đây là nón của em, vừa bị gió thổi bay xuống đây. Từ trên trời à? Vậy bạn cũng từ trên trời xuống hả? Wow, bạn biết bay, bạn từ đâu tới vậy? Mình cùng với mẹ ra ngoài chơi. Mẹ bạn đâu? Mẹ mình đang làm việc. Anh biết rồi, em là người của Dương Quốc Băng Tuyết. Dương Quốc Băng Tuyết. Sư giả của Dương Quốc Băng Tuyết là người tạo tuyết ở những nơi giá lạnh. Em người tuyết bây giờ còn nhỏ, đợi em ấy trưởng thành cũng sẽ là một sứ giả tạo tuyết. Thật tốt quá. Để mau trả nó lại cho em người tuyết đi. Đó là phương tiện phi hành của em ấy. Dân, mẹ mình nói trước khi trời tối nhất định phải về nhà. Bạn bay về nhà sao? Đúng vậy, bay lên đỉnh núi có phủ tuyết. Ở nơi đó, đón xe cưỡi gió của ông gió là có thể về nhà. Bây giờ còn lâu trời mới tối, mà ở đây chơi với mình một lát đi. Được thôi. Hay là bạn đưa mình bay lên trời chơi, có được không? Chúng ta đi thôi. Thơm quá. Bạn cũng ăn đi, ngon lắm đó. Chà, thật sự có thể ăn được, giống như kem vậy, vừa mát vừa ngọt. Wow, miệng của bạn có thể phùng tuyết à? Thật sao, hay quá. Mẹ mình nói, gia tộc tuyết của tụi mình, trời xanh đã có năng lực tạo tuyết. Mặc dù mình còn nhỏ, nhưng mỗi lần ăn no cũng có thể phun ra bông tuyết. Wow. Chơi vui quá.
trời sắp tối rồi, mình phải về nhà thôi. Bạn nói xem, chúng ta có được coi là bạn tốt không? Đương nhiên là bạn tốt rồi. Vậy bạn giúp mình một chuyện được không? Ừ. Mình thấy miệng bạn có thể phun ra bông tuyết, liệu bạn có thể lưu lại giúp mình tạo ra một trận tuyết rơi được không? Trong tủ lạnh của mình có kem, mình đưa bạn ăn. Mình cũng có thể làm ra rất nhiều viên đá mát mát ngọt ngọt, bạn nhất định sẽ rất thích. Mình... mẹ mình nói chỉ một tối thôi, một trận tuyết nhỏ là được. Tuyết rơi rồi thì mình có thể đoàn tụ với mẹ. Mình nhớ mẹ lắm. Đệ đệ đừng buồn, mình đồng ý với bạn. Hả? Chà, thật tốt quá. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Xin lỗi đệ đệ, mình không thể giúp bạn hoàn thành tâm nguyện được. Mình... Bạn làm sao vậy? Bạn không khỏe à? Bạn bị sốt sao? Không có. Hả? Cơ thể của bạn biến nhỏ rồi, bạn bị sao vậy? Mẹ mình nói, người tuyết bọn mình tan chảy rồi thì sẽ phải chết. Chết sao? Nâng mà, sao lại như vậy? Tối hôm qua vẫn còn tốt mà, sao biết vậy mình sẽ không giữ bạn lại. Đệ đệ đừng buồn, mẹ mình nói phải giúp đỡ mọi người, cho dù hy sinh bản thân cũng không sao, là mình bằng lòng ở lại. Mình không giữ bạn lại nữa, bạn mau về nhà, mau đi tìm mẹ bạn, mau về nhà đi. Đệ đệ, mình đã không còn sức để bay nữa. Em ấy sao vậy? Tiểu Sổ Ca, anh mau cứu bạn ấy đi. Hả? Chiếc áo băng tuyết này có thể giúp người tuyết tạm thời duy trì thể lực. Để xem lại có thể cho người tuyết ăn đá viên chứ. Em ấy không tiêu hóa được đá viên, em sẽ hại chết em ấy đó. Em tưởng là bạn ấy ăn đá viên rồi thì có thể giúp em tạo tuyết. Để em thật ích kỷ, vì muốn gặp mẹ mình mà không cho em người tuyết trở về gặp mẹ của em ấy. Em người tuyết tận tâm giúp đỡ em như vậy, nhưng em lại đi hại em ấy. Em còn nhớ đạo lý bản thân mình không muốn thì đừng làm cho người mà ông ngoại từng nói không? Bản thân không muốn xa cách mẹ mình, sao lại nhẫn tâm bắt em người tuyết rời xa mẹ em ấy chứ? Phải biết nghĩ cho người khác, phải quan tâm yêu thương người khác như quan tâm yêu thương chính mình vậy. Xin lỗi, em sai rồi. Em muốn cứu bạn ấy, nhất định phải cứu bạn ấy. Để chúng ta chỉ có thể nhanh chóng đưa em ấy quay về Vương quốc băng tuyết, đem ấy có thể về với mẹ mình ở đó cố gắng dưỡng thương. Vương quốc băng tuyết. Nhà bà ngoại rơi tuyết rồi, nhà bà ngoại rơi tuyết rồi, tài tới nhà bà ngoại chơi tuyết đi. Nhà bà ngoại anh ấy rơi tuyết rồi, về đỉnh núi đó liệu có phải sẽ có tuyết không? Đương nhiên rồi, em cũng muốn đi. Để em có mệt không? Nên giúp em cõng bằng ấy một lá. Không cần, em không mệt chút nào. Người tuyết rất nhẹ, còn nhẹ hơn con gấu bông của em nữa. Được, vậy em phải cẩn thận đó. Chúng ta mau leo lên đi, lên được đỉnh núi thì người tuyết có thể ngồi xe của ông gió rồi. Đừng gấp, ông gió chỉ tới nhanh thôi. Xin lỗi mẹ, con không nghe lời mẹ, để mẹ phải lo lắng rồi. Để cảm ơn các con đã đưa em ấy tới nơi này. Không có gì đâu ạ. Điều tại con không tốt là con hại bạn ấy, con xin lỗi. Để cô biết con rất nhớ mẹ mình. Thật ra mẹ con cũng rất nhớ con. Trên thế gian này có đứa trẻ nào không phải là người mà người mẹ bận tâm nhất chứ? Mẹ đi làm vất vả, nhưng đều không yên tâm nhất chính là con của mình. Các con à, các con phải biết thông cảm cho mẹ mình. Tương lai tụi con trưởng thành rồi thì sẽ hiểu. Dạ,
Con hiểu rồi. Các con ngoan lắm, mau đi thôi. Bây giờ cô sẽ đưa các con về nhà. Về nhà tụi con sao? Đúng vậy, đi giúp con thực hiện tâm nguyện của mình. Con không muốn tuyết rơi nữa. Cô đi tạo tuyết khắp nơi, chắc cũng rất vất vả rồi. Bà ấy cũng cần phải nhanh chóng trở về du quốc ban tuyết dưỡng thương. Hai người mau trở về nhà đi. Còn mẹ của con, mặc dù con rất nhớ mẹ, nhưng con càng nên khiến cho mẹ yên tâm làm việc. Con muốn làm một đứa trẻ ngoan. Để, mau tới nghe điện thoại, mẹ con gọi về đó. Con tới đây. Dạ, dạ. Mẹ cứ yên tâm đi. Các bạn nhỏ thân mến, các em đã nhớ chưa? Điều mà bản thân mình không thích, bản thân mình không muốn tiếp nhận thì không nên cưỡng ép đưa cho người khác. Chuyện này cần chúng ta đứng trên lập trường của người khác mà suy nghĩ vấn đề. Phải nghĩ cho người khác nhiều hơn. Làm một đứa trẻ ngoan biết quan tâm yêu thương người khác, phải bắt đầu làm từ từng việc nhỏ trước. Love.